Người Ý bắt đầu biểu tình chống chính sách kiểm ước, tên từ Hồng. Sinh viên và công nhân Ý Đại Lợi đã bắt đầu tập trung ở Hồng để tham gia cuộc biểu tình chống các chính sách thắt lưng buộc bụng ở châu Âu. Nghiệp đoàn CGIL lớn nhất ở Ý hy vọng hàng ngàn người sẽ tham gia cuộc biểu tình tuần hành ở thủ đô Hồng. Hình ảnh quan trọng mang theo trong cuộc biểu tình là hình của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel mặc sắc phục Đức Quốc xã. Bà Merkel bị dân chúng ở các nước Nam Âu coi là kẻ đã buộc phải áp dụng những chính sách kiểm ước mới chấp nhận cho vay tiền cứu nguy của Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Một người đi tham gia biểu tình nói, ông hy vọng các nước Liên Âu có thể đoàn kết để chống lại cuộc khủng hoảng, chỉ trừng phạt những kẻ không có tiền. Một người khác nói đây là tình trạng dễ sợ, chỉ biết cắt giảm và cắt giảm. Nhiều trường học đóng cửa trong ngày hôm nay vì các giáo viên tham gia cuộc biểu tình tuần hành. Ngày hôm nay, biểu tình sẽ diễn ra trên khắp nước Ý và ở nhiều nước khác tại châu Âu.